Chào mọi người, mình là Phạm Hữu Dư, mình đến từ vietdesigner.net. Hôm nay thì vừa mới nhận được cái món hàng đang sẵn, mình mở hộp review luôn. À lộn, không mở hộp mà chứ không có review. Thì đây là cái sáp vuốt tóc. Thì cái tên của sáp vuốt tóc này là Battleman Volcanic Clay, phiên bản version 3 năm 2018. Tên dài lòng thòng quá. Mình sẽ mở ra cho nha. Tại vì đợt rồi là mới vừa thấy nó sẽ sale, em mua về xài thử. Thấy này cũng nhiều người mua, nhiều người review trên mạng nên cũng mua. Chứ thực sự cũng không biết cái này. Thì mua cái này thì nó tặng kèm thêm một cái lược chải tóc của Chao Ba. Cái lược mình chắc là lược kiểu này. Đây là cái hộp cũng được bọc cũng khá là kỹ càng. Cái biểu tượng hình con khỉ đeo kính đen nhìn rất là gentleman. Gentleman. Cái này là nó giới thiệu là dung tích là 80 ml. Đây là cái hộp cũ của mình. Đây hiệu là Mergay Spomex. Cái này là mình mua được, xài tính ra là cũng được 4 năm rồi đó, hơn 4 năm rồi đó các bạn. Hồi vậy nè, hơn 4 năm. Chung là khá là hài lòng. Tại vì mình cũng ít xài nên mới xài được 4 năm, chứ mà nhiều người xài nhiều thì chắc có khi chưa tới một năm là hết rồi. Mình lâu lâu tại nông dân, mình lâu lâu mới xài. Đây bây giờ mình sẽ thử mở hộp ra coi nó sao nha. Đây cũng khá là đầy, thằng này nó lưng hơn nè, này đầy. Thơm à, cái này thấy quảng cáo là nó kêu cái version, cái phiên bản thứ ba mới nhất á, là nó có cái mùi là mùi chanh. Mình ngửi thì thấy nó cũng có mùi chanh, cũng có một mùi chanh, nhưng mà có mùi nó thanh 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 thơm thơm. Nói chung là mùi thì thơm rồi đó. Sợ thì nó cũng sắp sáp, nó cũng nói chung là để cái dịp sau mình xài rồi mà cái mình sẽ cho các bạn cái nhận xét nha, chứ bây giờ là chưa có xài. Bây giờ là khi nào xài rồi mình sẽ xét. Thì các bạn nào mà có thắc mắc gì cứ comment ở video này, mình sẽ trả lời các bạn cái xem coi cái này là xài ok không nha. Chung là cái hộp mình thích, cái hộp kiểu như mình đóng đóng hộp kiểu như vậy nè, nó phải có cái xoắn để mà đóng lại cho dễ nè. Còn như của thằng này, cái thằng Mergay này nè, nó không có cái xoắn ốc. Mình dặn nhiều khi nè, mình đóng nó này lúc cũng mở ra cũng khó, mà đóng vô nhiều lúc đóng cũng phải kỹ mới đóng được, không mà đóng bị lệch. Thì mình đang thích kiểu này hơn. Hộp thì nhìn nhỏ hơn, hộp này nhỏ hơn cái hộp của Mergay. Thiết kế thì mình khá thích cái màu tím này, nhìn nó huyền bí hơn, đẹp hơn. Còn về cái giá thì hình như là cái giá của thằng này là tầm hơn 200.000, tùy chỗ tùy shop bán 220, 230, nhưng mà đợt mình mua sale lên còn 172.000, thêm phí ship nữa là 189.000. Nói chung là gần 190 để mua cái hộp này. Đó là giá sale nha các bạn, còn giá mà không có sale thì hơn 200.000. Rồi thì đó là cái mở hộp và nghĩ sơ qua cái sáp vuốt tóc. Cái hiệu là Battleman, bản là Volcanic Clay này. Rồi
khi nào xài rồi thì mình sẽ cho đánh giá chi tiết hơn nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video. Chào các bạn.